Xin chào các bạn đang đến với chương trình học tiếng Trung online của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Các bạn thân mến, trong những video lần trước thì Trung tâm Ngoại ngữ Tomato đã tổng hợp những từ vựng HSK cấp độ 3 với các ví dụ minh họa chi tiết và cụ thể để giúp các bạn có thể đạt được hiệu quả ôn tập tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi HSK 3 vào tháng 7 và những tháng còn lại trong năm nay. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tổng hợp nốt tất cả những cái từ vựng liên quan ở cấp độ này và chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Cùng bên sang khớp ạ. Thì từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay chính là từ âm nhạc, âm nhạc. 孩子喜欢听中国音乐. Trẻ con thích nghe, con thích nghe nhạc Trung Quốc. 妈妈回家的时候，哥哥在房间里听音乐. Khi mẹ về nhà thì anh trai đang nghe nhạc ở trong phòng. 公园, công viên. 我们平时去家附近的公园锻炼身体. Chúng tôi thường ra công viên ở gần nhà để tập thể dục. 学校对面的公园不太大，但是很干净，也安静. Công viên đối diện trường học không lớn lắm nhưng mà rất là sạch sẽ và cũng yên tĩnh. 聊天, trò chuyện. 卡玛拉喜欢上网跟朋友聊天. Camera thích lên mạng nói chuyện với bạn bè. 一年不见，我们聊了很久的天. Một năm không gặp, chúng tôi đã nói chuyện rất là lâu. 睡着, ngủ quên. 爷爷看了会儿电视就睡着了. Ông nội xem TV một chút là ngủ quên. 妈妈给孩子讲故事，孩子听了一会儿就睡着了. Mẹ kể câu chuyện cho con và con nghe một lúc là ngủ luôn. 更, hơn, thường dùng trong so sánh hơn. 我喜欢踢足球，他更喜欢. Tôi thích chơi bóng đá, anh ấy còn thích hơn tôi. 这套衣服贵，那套更贵. Bộ quần áo này đắt, bộ kia còn đắt hơn. 同事, đồng nghiệp. 今天上午，小李跟一位老同事喝咖啡聊天. Sáng nay Tiểu Lý uống cà phê và nói chuyện với một người đồng nghiệp cũ. 公司的同事们非常友好，热情帮助我. Đồng nghiệp ở công ty cũ rất là thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ tôi. 以前, trước hoặc trước đây. Và nó có thể là một số các cái thành phần trong câu. Ví dụ nó có thể đứng đầu câu làm trả ngữ, có thể làm định ngữ cho danh từ. Nó cũng có thể đứng ở sau các động từ và sau một thời điểm để biểu thị sau một hành động nào đó hoặc sau một thời điểm nào đó. Ví dụ, 以前他在一家中国公司工作. Trước đây anh ta làm việc ở một công ty Trung Quốc. 他们以前的工作不太好. Công việc trước đây của họ không tốt lắm. 睡觉以前他们平时听音乐. Trước khi ngủ thì anh ấy thường nghe nhạc. 他们下午三点以前都不在办公室. Trước 3 giờ chiều thì anh ấy đều không ở văn phòng. Ngân hàng là ngân hàng. Ba bà想去银行换钱. Bố muốn đến ngân hàng đổi tiền. 中国银行对面有一家超市. Đối diện ngân hàng Trung Quốc có một siêu thị. 久 là lâu. 他们很久没有见面. Họ rất là lâu chưa gặp mặt. 你们需要多久才完成这个工作? Các anh cần bao lâu mới có thể hoàn thành công việc này? 感兴趣, cảm thấy hứng thú. Và có cấu trúc 对什么感兴趣, có hứng thú với gì? 留学生对中国文化感兴趣. Lưu học sinh có hứng thú với văn hóa Trung Quốc. 他对韩国菜不感兴趣. Anh ấy không hứng thú với đồ ăn Hàn Quốc. 结婚, kết hôn. 他们俩结了多久婚了? Đây là lý khứa词, động từ ly hợp. Nên là nó sẽ có thể chen những thành phần khác vào giữa. Họ kết hôn bao lâu rồi? 小丽跟一个外国人结婚. Tiểu Ly kết hôn với một người nước ngoài. 欢迎, hoan nghênh chào đón. 北京大学欢迎外国学生来学习. Đại học Bắc Kinh hoan nghênh học sinh nước ngoài đến học tập. 他们不太欢迎我们来他们家玩. Họ không chào đón chúng tôi tới nhà họ chơi cho lắm. 迟到, đến muộn. 他每天都上班迟到. Lão bản khẩn bố cao xiong. Ngày nào anh ấy cũng đi làm muộn. Ông chủ rất là không vui. 对不起,我迟到了. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. 半 là một nửa. 妈妈买了半公斤苹果和一公斤橘子.
Y cung chín bàn chú ý chữ là quýt. Một cân rưỡi quýt. Bàn cơ xảo sử ý hậu khuê tạo. Sau nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Chia là đón. Nì chai chia tấng ngủ. Ngủ cua chị chia nì. Cậu cứ ở nhà đợi mình qua đón. Chính thiên lão cung chia hái chữ chữ tao ạ. Hôm nay chồng đón con muộn. Khờ là khắc, tức là vương cung 15 phút. Chính thiên sang ủ 7:30, của mẹ chiên miền bà. À, sáng nay chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 7:30 nhé. Chúa thiên xào ủ sang ban chứ tao ý khờ trung. À, xin lỗi. Ở đây chúng ta nên cho từ khờ vào cho nó phù hợp hơn. 7:00 ý khờ, tức là 7:15. Còn ý khờ trung là 15 phút. Cha thì là kém, thường dùng ở trong giờ kém. Ngoài ra nó còn biểu thị là thiếu một cái số lượng gì đấy. Ví dụ, chưa lì khái cha ủ bẩn su. Chỗ này còn thiếu 5 cuốn sách. Xin xài cha ý khờ 8:00, của mình sang khờ bạ. Bây giờ là 8:15, chúng ta lên lớp thôi. Mản y là hài lòng. Lào sư tuổi của mình khảo sư là chế của bù mản y. Giáo viên không hài lòng với kết quả thi của chúng tôi. Nì được khuấy tá, của bù chế được mản y. Câu trả lời của anh tôi không cảm thấy hài lòng. Điện thi là thang máy. Chưa chỗ lấu tờ điện thi hoài là. Ở mình chứ khó chỗ lấu thi, lây sử là. Thang máy của tòa nhà này đã hỏng. Chúng tôi đành phải đi thang bộ. Thang bộ là lấu thi và động từ của nó là chỗ. Đi ạ. Hiện tại cung y lấu y ban đâu có điện thi. Bây giờ các tòa chung cư đều có thang máy. Chẳng là tầng. 我办公室在9层, 今天电梯坏了, 我走楼梯. Văn phòng chúng tôi ở tầng 9, hôm nay thang máy hỏng, tôi đi thang bộ. 到了9层, 我的脚和腿都很疼. Đến tầng 9 thì chân và bàn chân của tôi đều rất là đau. 害怕 là sợ. 孩子觉得晚上一个人在家很害怕. Em bé cảm thấy một mình ở nhà vào buổi tối thì rất là sợ. Câu chuyện mà anh ấy vừa mới nói ấy, thì mọi người nghe xong đều cảm thấy rất là sợ. Giảng. Xiong mao là gấu trúc. Tại Trung Quốc, người dân đều rất hoan nghênh xiong mao, cái chủng động vật. Ở Trung Quốc thì mọi người rất là chào đón động vật gấu trúc. Xiong mao xì khoản chư chú yê. Gấu trúc thì thích ăn lá trúc. Chiên miên là gặp gỡ, gặp mặt. Chư lý khớ chứ, đây là động từ ly hợp. Chúa thiên trung ủ, Li Li khớ ta quê, tại yên kháng, mấn khẩu chiên miên. Chưa hôm qua thì Li Li, Lệ Lệ và David gặp nhau ở cửa ngân hàng. Của cân tha chiên qua lẻng chư miên. Tôi đã từng gặp anh ấy 2 lần. An chương, yên tĩnh. 学校附近的公园挺安静的，我们常去那儿散步. Công viên ở gần trường rất là yên tĩnh, chúng tôi thường tới đó để dạo bộ. 今天我家来了几位客人，所以家里不太安静. Hôm nay nhà tôi có vài vị khách nên là ở nhà không được yên tĩnh cho lắm. 一会儿, đây là một cái từ để biểu thị khoảng thời gian ngắn, nghĩa là một lát một chút. 你先等一会儿，我去喝口茶再回去. Anh đợi một chút, tôi đi uống ngụm trà rồi quay lại. 孩子想看会儿电视再做作业. Con muốn xem TV một chút rồi mới làm bài tập. 马上, ngay lập tức. 那儿突然发生一件事, 我得马上过去看看. Ở chỗ đó đột nhiên xảy ra chuyện, tôi phải ra đó xem ngay lập tức. 王经理接了家里来的电话就马上离开公司. Giám đốc Vương đã ngay lập tức rời khỏi công ty sau khi nhận một cú điện thoại từ nhà. Xí sổ, chiên, phòng vệ sinh. 我肚子有点疼, 我想去一会儿洗手间. Bụng tôi có chút đau, tôi muốn đi nhà vệ sinh một lát. 这间洗手间不太干净, nhà vệ sinh này không được sạch sẽ cho lắm. Lão là cũ, và từ lão này sẽ dùng thường là dùng cho người. 下周我跟老同学聚会. Tuần tới tôi gặp gỡ các bạn học cũ. 小王是我的一个老同事, 我们很久没见面. Tiểu Vương là một đồng nghiệp cũ của tôi, chúng tôi đã rất lâu không gặp mặt.
几乎 dường như 老师几乎不知道大卫两天没上课。Giáo viên dường như không biết rằng David đã không đến lớp hai ngày nay rồi. 他几乎对中国京剧不感兴趣。Hình như anh ấy không hứng thú với lại kinh kịch Trung Quốc. 变化thay đổi biến đổi. 最近十年我们老家有很大的变化。10 năm gần đây, quê hương chúng tôi đã có sự thay đổi rất lớn. 好久不见你几乎变化的不少了。Lâu lắm không gặp, hình như cậu đã thay đổi không ít. 健康khỏe mạnh. 我爷爷80多岁了但是身体还健康。Ông nội tôi đã hơn 80 nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất tốt. 我们应该锻炼身体身体才健康。Chúng ta nên luyện tập thì cơ thể mới mạnh khỏe được. 重要关照。昨天爸爸给妈妈一个重要的东西。Hôm qua bố đưa cho mẹ một vật rất là quan trọng. 对我来说家庭是最重要的。Đối với tôi mà nói thì gia đình là điều quan trọng nhất. Trung vấn, tiếng Trung. 老师用中文讲课, 我都听懂。Giáo viên giảng bài bằng tiếng Trung, tôi đều hiểu. 你中文不错, 去过中国了没有? Tiếng Trung của bạn rất tốt, đã từng đi Trung Quốc bao giờ chưa? 班, lớp. 我们班有很多外国学生, lớp chúng tôi có rất nhiều học sinh nước ngoài. 他们班的班长是个可爱的女孩。Lớp trưởng lớp họ là một cô gái rất là đáng yêu. Ý dạng, giống nhau, dùng trong câu so sánh. 这双鞋跟那双鞋颜色一样. Đôi giày này và đôi giày kia màu sắc giống nhau. 今天气温跟昨天的不一样. Nhiệt độ hôm nay và hôm qua không giống nhau. Vậy thì các bạn thân mến, trên đây thì tôi đã trình bày và tổng hợp xong toàn bộ những cái từ vựng ở cấp độ HDK3. Những từ vựng này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái lĩnh vực và nó có kèm theo những ví dụ cụ thể để các bạn có thể nắm chắc về cách sử dụng, tránh bị nhầm lẫn trong khi làm bài. Và hy vọng các bạn sẽ có một kỳ thi thật là thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm những video của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato và xin hẹn gặp lại trong những buổi học lần sau. 我们再见!